Chào mừng quý phụ huynh, các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Quý phụ huynh và các em học sinh hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận những thông báo về bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 4. Chúng ta sẽ ôn tập và tự học ở nhà trong thời gian các con nghỉ học để phòng bệnh cúm corona. Bài ôn tập ngày hôm nay giúp cho các con chúng ta sẽ củng cố về phép nhân các số có nhiều chữ số với số có 3 chữ số và phép chia số có nhiều chữ số với số có 2 hoặc 3 chữ số. Bên cạnh đó thì giúp cho các con ôn tập về tính giá trị biểu thức, rồi đổi đơn vị đo khối lượng, giải bài toán có lời văn thông qua việc các con làm 5 bài tập. Các con hãy viết 5 bài tập này vào sổ trắng, sau đó thì các con hãy suy nghĩ và tự làm bài nhé. Thời gian làm bài của các con khoảng là từ 40 đến 60 phút. Sau đây thì cô sẽ đọc các cái câu bài tập các con chúng ta vừa lắng nghe vừa ghi chép vào trong sổ của mình. Bài 1, đặt tính rồi tính. A. 1234 nhân với 245. B. 398 nhân với 367. C. 39212 chia cho 43. D. 10988 chia cho 123. Bài 2, tính bằng cách thuận tiện nhất. A. 12.347 cộng 23.455 cộng 76.545. B. 123 nhân 4 nhân 25. C. 2 nhân 4 nhân 25 nhân 50. D. Mở ngoặc 450 nhân 27 đóng ngoặc chia 50. Bài 3, viết số thích hợp vào chỗ chấm. A. 1 tấn bằng chấm 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 tạ. B. 2 tấn 3 tạ bằng chấm 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 tạ. C. 4 tấn 6 kg bằng chấm 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 kg. D. 5 tạ 17 kg bằng kg. E. 4 hectogram bằng chấm 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 gam. G. 7 decagram bằng chấm 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 gam. Y. 23 tạ bằng chấm 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 yến. K. 12 tấn 5 kg bằng chấm 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 kg. M. 1 tấn bằng chấm 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 kg. Bài 4. Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 50. Bố hơn con 28 tuổi. Tính tuổi của mỗi người. Bài 5. Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa thứ hai 6 tạ. Hỏi mỗi thửa thu hoạch được bao nhiêu kg thóc. Đây là 5 bài tập trong tiết ôn tập ngày hôm nay. Các con chúng ta hãy làm bài cẩn thận. Sau đó thì để kiểm tra cái kết quả học tập của mình thì các con tiếp tục mở video theo dõi cái phần hướng dẫn và đáp án của cô ở phần sau nhé. Tiếp sau đây cô sẽ hướng dẫn các con chúng ta sẽ thực hiện từng bài tập và so sánh đáp án của mình. Bài tập số 1, đặt tính rồi tính. Bài tập này các con chúng ta thực hiện là hai bước. Bước 1 là các con đặt tính theo cột dọc. Bước 2 là các con thực hiện là tính kết quả. Chúng ta thực hiện ý A. 1234 nhân 245. Các con đặt tính theo cột dọc nhé. Sau khi đặt tính xong, các con thực hiện nhân theo thứ tự từ phải sang trái, từ dưới lên trên. Chúng ta nhân bắt đầu từ hàng đơn vị. 5 nhân 4 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 5 nhân 3 bằng 15, nhớ 2 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 5 nhân 2 bằng 10, nhớ 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 5 nhân 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Chúng ta thực hiện nhân sang hàng chục. 4 x 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 4 x 3 bằng 12, thêm 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 4 x 2 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 4 x 1 bằng 4, viết 4. Thực hiện nhân sang hàng trăm. 2 x 4 bằng 8, viết 8. 2 x 3 bằng 6, viết 6.
2 x 2 bằng 4, viết 4. 2 x 1 bằng 2, viết 2. Chúng ta sẽ thực hiện cộng 3 lần nhân để được tích cuối cùng. 0 hạ 0. 7 cộng 6 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 2 cộng 3 bằng 5, 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7, 9 cộng 7 cộng 9 bằng 16, 16 cộng 6 bằng 26, viết bằng 16 cộng 6 bằng 22, viết 2 nhớ 2. 4 thêm 2 bằng 6, 6 cộng với 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, viết 3. Chúng ta được 302.330. Cột tính thứ hai, chúng ta cũng đặt tính theo cột dọc. 398 nhân 367. Sau khi đặt tính xong, các con chúng ta cũng thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái, từ dưới lên trên. Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt. 7 x 8 bằng 56, viết 6 nhớ 5. 7 x 9 bằng 63, nhớ 5 bằng 68, viết 8 nhớ 6. 7 x 3 bằng 21, nhớ thêm 6 bằng 27, viết 27. Chúng ta nhân sang hàng chục. 6 x 8 bằng 48, viết 8 nhớ 4. 6 x 9 bằng 54, thêm 4 bằng 58, viết 8 nhớ 5. 6 x 3 bằng 18, nhớ 5 bằng 23, viết 23. Chúng ta nhân sang hàng trăm. 3 x 8 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 3 x 9 bằng 27, nhớ 2 bằng 29, viết 9 nhớ 2. 3 x 3 bằng 9, nhớ 2 bằng 11, viết 11. Chúng ta thực hiện cộng 3 lần nhân lại để được tích cuối cùng. 6 hạ 6. 8 cộng 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 1 thêm 1, 7 thêm 1 bằng 8. 8 cộng 8 bằng 16, 16 cộng 4 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 2 thêm 2 bằng 4, 4 cộng 3 bằng 7, 7 cộng 9 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 3 cộng 1 bằng 4, viết 4. 1 hạ 1, chúng ta được kết quả cuối cùng 146.066. Chúng ta thực hiện là ý C, phép chia 39.212 chia 43. Các con đặt tính theo cột dọc nhé. Sau khi đặt tính xong, các con thực hiện chia. Đây là chia số có 5 chữ số cho số có 2 chữ số. Chúng ta sẽ lấy lần lượt chia từ trái sang phải, lấy 2 số để chia. Chúng ta lấy 39 chia cho 43. Số 39 là số bị chia nhỏ hơn số chia. Lần đầu tiên chúng ta sẽ không chia được, cho nên chúng ta sẽ lấy 3 số là 392 để chia cho 43. Vậy thì chúng ta sẽ nhẩm để ước lượng thương nhé. Các con sẽ lấy 39, các con nhẩm chia cho 4. Thì 39 chia cho 4 thì được khoảng là 9. Các con sẽ viết 9. Sau đó các con nhân lên để chúng ta thử lại. 9 x 3 bằng 27. Ở đây chúng ta thấy là có số 2 thì chúng ta sẽ lấy là 32. Vì 9 x 3 bằng 27 cho nên mình sẽ lấy số lớn hơn số 27 để trừ cho 27. Vậy thì ta đã có số 2 rồi thì chúng ta sẽ lấy là 32 trừ đi 27. 32 trừ đi 27 được 5. Viết 5 nhớ 3. Vì ta lấy 32 nên chúng ta sẽ nhớ 3 nhé. Viết 5 nhớ 3. 9 x 4 bằng 36, nhớ 3 bằng 39. 39 trừ 39 bằng 0. Như vậy lần chia thứ nhất, 392 chia 43 được 9 và dư 5. Các con chúng ta hạ tiếp một xuống, ta được 51. 51 chia cho 43, chúng ta nhẩm 5 chia cho 4 được 1. Vậy chúng ta sẽ có thương tiếp theo là 1. Nhân lên để trừ đi, nhẩm tìm số dư. 1 x 3 bằng 3. 1 không trừ đi 3, chúng ta lấy 11 trừ đi 3. 11 trừ đi 3 sẽ được 8. Viết 8 nhớ 1. 1 x 4 bằng 4, nhớ 1 bằng 5. 5 trừ 5 bằng 0. Tiếp tục hạ 2 xuống nhé.
ta được 82. 82 chia cho 43. À, 82 chia cho 43 thì chúng ta lại nhầm là 8 chia cho 4 thì được 2 đấy. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ nếu như 2 thì nhân với 3 sẽ lớn hơn 2. Ở phần số bị chia nên chúng ta sẽ lấy là thường là 1 thôi. 1 nhân 3 bằng 3. À, ta lấy là 12 trừ đi 3. 12 trừ đi 3 sẽ được là 9. Viết 9 nhớ 1. 1 nhân 4 bằng 4, nhớ 1 bằng 5. 9, 8 trừ đi 5 sẽ được 3. Vậy thì lần chia này 82 chia 43 sẽ được 1 dư 39. Số dư nhỏ hơn số chia là phù hợp rồi đấy. Vậy phép chia 39.212 chia 43 sẽ bằng 911 và dư 39. Các con chúng ta tiếp tục thực hiện phép chia ở cột D nhé. 10.988 chia cho 123. Các con đặt tính theo cột dọc. Sau khi đặt tính xong, các con thực hiện chia. Cũng chia lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải. Các con sẽ lấy 3 số để chia. 109 chia cho 123. 109 nó là số bị chia nhỏ hơn số 123 nên không chia được. Chúng ta lấy 4 số để chia nhé. Lấy 1098 chia cho 123. Các con chúng ta sẽ nhẩm ước lượng thương. Chúng ta sẽ nhẩm lấy là 10 nhẩm chia cho 1. Chúng ta sẽ bỏ hai số sau. Chúng ta sẽ nhẩm những số bắt đầu từ 10 và chia cho 1 thì được chúng ta lấy được khoảng là 8 thôi. Chúng ta sẽ nhân nhẩm lên để tìm số dư nhé. 8 nhân 3 bằng 24. 28 trừ 24 sẽ còn 4, viết 4 nhớ 2. 8 x 2 bằng 16, nhớ 2 bằng 18. Lấy 19 trừ đi 18 sẽ còn là 1, viết 1 nhớ 1. 8 x 1 bằng 8, nhớ 1 bằng 9. 10 trừ đi 9 bằng 1. Vậy lần chia thứ nhất, 1098 chia 123 được 8 và dư 114. Số dư nhỏ hơn số chia rồi đấy. Chúng ta tiếp tục hạ 8 xuống để chia. Được 1148. Các con thực hiện chia cho 123. Chúng ta sẽ nhẩm lấy 11 chia cho 1. Lúc này thì số 11 đã lớn hơn lần chia thứ nhất rồi. Chúng ta sẽ nâng thương lên là 9 nhé. Chúng ta nhẩm và tìm số dư. 9 x 3 bằng 27. Lấy 28 trừ 27 thì còn 1. Viết 1 nhớ 2. 9 x 2 bằng 18. Nhớ 2 bằng 20. 24 trừ 20 thì còn 4. Viết 4 nhớ 2. 9 x 1 bằng 9. Thêm 2 nữa là bằng 11. 11 trừ đi 11 bằng 0. Vậy thì lần chia này chúng ta sẽ được là 8, được 9 và dư 41. Vậy cuối cùng phép chia 10.988 chia cho 123 sẽ bằng 89 và dư 41. Các con chúng ta kiểm tra lại bài làm của mình xem là đúng chưa nhé. Chỗ nào mà chúng ta làm mà nó chưa có đúng thì các con chúng ta tính toán lại. Tiếp theo thì cô mời các con chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Bài tập 3, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Bài tập 3 sẽ giúp cho các con chúng ta củng cố ôn tập lại bảng đơn vị đo khối lượng. Các con nhớ lại các cái đơn vị đo khối lượng, mối liên hệ giữa các đơn vị đo khối lượng để chúng ta thực hiện bài toán này nhé. Đầu tiên thì cô và các con sẽ ôn tập một chút về các đơn vị đo khối lượng đã học nhé. Chúng ta đã học 7 đơn vị đo khối lượng. Đó là đơn vị lớn nhất là tấn này, rồi tới tạ, tới yến, tới kilogram, hectogram, decagram và gam. Hai đơn vị đo khối lượng liền kề sẽ hơn kém nhau 10 lần. Các con chúng ta nhớ cái mối liên hệ này để chúng ta thực hiện. Đổi các đơn vị đo khối lượng trong bài tập 3. Chúng ta sẽ thực hiện từng phần 1. Ý A, 1 tấn đổi ra tạ. 1 tấn sẽ bằng 10 tạ. Các con điền số 10.
Ý B, 2 tấn 3 tạ đổi ra tạ, 2 tấn sẽ bằng 20 tạ, thêm 3 tạ bằng 23 tạ. Viết số 23. 4 tấn 6 kg đổi ra kg. 4 tấn sẽ bằng 4.000 kg, thêm 6 kg bằng 4.006 kg. Ý D, 5 tạ 17 kg đổi ra kg, 5 tạ đổi ra kg bằng 500, thêm 17 kg nữa bằng 517 kg. Ý E, 4 hectogram đổi ra gam, 1 hectogram thì sẽ bằng là 100 gram, vậy 4 hectogram sẽ bằng 400 gram, điền 400. Ý G, 7 decagram đổi ra gram, 1 decagram thì bằng 10 gram, vậy 7 decagram bằng 70 gram, điền số 70. 23 tạ đổi ra yến, 1 tạ thì bằng 10 yến, vậy 23 tạ sẽ bằng 230 yến. Ý K, 12 tấn 5 kg đổi ra kg, 1 tấn thì sẽ bằng 1.000 kg, 12 tấn sẽ bằng 12.000, thêm 5 kg nữa bằng 12.005 kg. Ý M, 1 tấn bằng kg, 1 tấn thì sẽ bằng là 1.000 kg. Chúng ta điền số 1.000. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3 rồi. Để chúng ta có thể hoàn thành tốt cái việc đổi đơn vị đo khối lượng thì các con chúng ta sẽ ôn tập lại bản đơn vị đo khối lượng nhé. Tiếp theo thì cô mời các con chúng ta sẽ chuyển sang cái phần bài tập số 4. Bài tập 4, tuổi bố và tuổi con cộng lại được 50, bố hơn con 28 tuổi, tính tuổi của mỗi người. Đây là bài toán giải có lời văn. Các con đọc kỹ bài toán xem bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì. Bài toán cho biết là tuổi bố và tuổi con cộng lại được 50, mà bố hơn con 28 tuổi. Bài toán hỏi là bài toán yêu cầu là tính tuổi của mỗi người. Vậy thì đây là dạng toán gì? Các con phải xác định được dạng toán trước khi chúng ta giải bài. Đây là dạng toán tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó. Vậy hai số đó chính là tuổi bố và tuổi con. Vậy thì với cái bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó thì trước tiên các con chúng ta nên tóm tắt bài toán để chúng ta hiểu bài toán, chúng ta sẽ tính toán nó chính xác hơn. Chúng ta sẽ cùng tóm tắt bài toán nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ biểu thị tuổi bố, tuổi con. Tuổi bố bằng một đoạn thẳng dài, tuổi con bằng một đoạn thẳng ngắn. Tuổi bố hơn tuổi con là 28. Tuổi bố cộng với tuổi con sẽ bằng là 50. Như vậy là chúng ta đã tóm tắt xong bài toán. Với bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó thì chúng ta có cái công thức số lớn sẽ bằng là tổng cộng với hiệu và chia cho 2. Vậy trong cái bài toán này thì số lớn nó sẽ biểu tượng đó chính là tuổi của bố, sẽ là số lớn. Còn công thức tính số bé sẽ bằng là tổng trừ đi hiệu chia cho 2. Số bé chính là tuổi của con. Vậy các con dựa vào cái công thức tính số lớn hoặc số bé để các con chúng ta sẽ tìm số tuổi của bố hoặc là số tuổi của con. Khi chúng ta tìm được số tuổi của bố rồi thì chúng ta dễ dàng tìm số tuổi của con bằng phép tính trừ, lấy tuổi bố trừ đi số nhiều hơn, số tuổi nhiều hơn của bố với con là trừ 28 sẽ ra tuổi con. Hoặc là các con tìm được tuổi con rồi thì chúng ta sẽ tìm tuổi bố bằng cách lấy tuổi con cộng với lại 28 thì sẽ ra được tuổi bố. Như vậy bài toán sẽ có rất nhiều cách giải. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn cho các con, chúng ta sẽ trình bày bài giải nhé. Lời giải đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm số tuổi của bố nhé. Theo công thức là lấy tổng cộng với hiệu rồi chia cho 2.
Vậy thì chúng ta sẽ đặt lời giải thứ nhất là tuổi bố là, chúng ta sẽ lấy 50 cộng với 28 rồi chia cho 2, chúng ta sẽ được là 39 tuổi. Bố được 39 tuổi. Bố hơn con 28 tuổi cho nên chúng ta tìm tuổi con. Chúng ta trả lời là tuổi con là lấy 39 chúng ta trừ cho 28 sẽ ra được tuổi con. 39 trừ 28 bằng 11 tuổi. Lúc này thì chúng ta đã tìm được tuổi của bố và tuổi của con rồi. Chúng ta sẽ thể hiện đáp án cuối cùng của mình nhé. Đáp số tuổi bố là 39 tuổi và tuổi con là 11 tuổi. Như vậy thì với một cái bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó thì chúng ta sẽ có nhiều cách để trình bày lắm. Các con chúng ta có thể trình bày cách nào cũng được. Cuối cùng thì chúng ta sẽ tìm ra tuổi bố là 39 và tuổi con là 11 tuổi là đúng rồi. Tiếp theo cô mời các con chúng ta chuyển sang chúng ta làm bài tập số 5 nhé. Bài tập số 5. Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn hai thạ thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa thứ hai 6 tạ. Hỏi mỗi thửa thu hoạch được bao nhiêu kg thóc? Các con đọc kỹ bài toán, chúng ta xem bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì, xác định xem đây là dạng toán gì nhé. Bài toán cho biết là hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn hai tạ thóc. Có nghĩa là tổng thu hoạch của hai thửa ruộng là 3 tấn hai tạ. Bài toán cho biết nữa là thửa thứ nhất thì thu hoạch được nhiều hơn thửa thứ hai 6 tạ. Có nghĩa là ở đây chúng ta thấy được là lấy cái thửa thứ nhất trừ đi cái thửa thứ hai thì sẽ ra được 6 tạ. Vậy chi tiết này cho ta thấy được là hiệu của hai thửa ruộng sẽ là 6 tạ thóc. Bài toán hỏi mỗi thửa thu hoạch được bao nhiêu kg thóc? Có nghĩa là chúng ta sẽ phải tìm thửa thứ nhất bao nhiêu và thửa thứ hai bao nhiêu. Vậy đây là dạng toán cũng là toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Vậy thì cũng giống như là bài toán số 4, chúng ta cũng thực hiện đầu tiên là tóm tắt bài toán nhé. Chúng ta sẽ thể hiện thửa ruộng thứ nhất, thửa ruộng thứ hai. Thửa ruộng thứ nhất là một đoạn thẳng dài. Thửa ruộng thứ hai là một đoạn thẳng ngắn. Và thửa ruộng thứ nhất cộng với thửa ruộng thứ hai sẽ được 3 tấn hai tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất sẽ nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 6 tạ. Như vậy thì cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta tóm tắt bài toán. Nhìn vào tóm tắt này thì chúng ta đã thấy được cái biểu thị của thửa ruộng thứ nhất sẽ là cái số lớn và biểu thị của thửa ruộng thứ hai sẽ là số bé. Chúng ta sẽ dựa vào cái công thức tính số lớn hoặc là số bé trong cái dạng toán là tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó để chúng ta giải bài. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm số lớn trước. Số lớn chính là thửa ruộng thứ nhất. Vậy thì số lớn sẽ bằng là tổng cộng với hiệu rồi chia cho 2. Tuy nhiên thì trong cái bài toán này thì các con thấy được là 3 tấn 2 tạ và 6 tạ thì hai cái đơn vị này là đơn vị chưa cùng đơn vị với nhau. Cho nên để giải bài toán này thì bước đầu tiên nữa là chúng ta lại phải đổi đơn vị đo làm sao cho nó ra cùng một đơn vị. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào giải bài toán này nhé. Đầu tiên các con chúng ta sẽ đổi, vì ở đây người ta hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc cho nên chúng ta sẽ đổi luôn đơn vị của thửa ruộng thứ nhất và thửa ruộng thứ hai này ra là kg luôn. Chúng ta sẽ đổi là 3 tấn 2 tạ sẽ bằng 3.200 kg. Ta đổi 6 tạ ra bằng 600 kg. Như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện cái bài toán tìm cái thửa ruộng thứ nhất theo cái công thức số lớn. Chúng ta sẽ trả lời thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được là chúng ta sẽ lấy tổng là 3.200 cộng với
hiệu là 600 rồi chia cho 2 sẽ được là kết quả của thửa ruộng thứ nhất. Chúng ta sẽ được là 1.900 kg, là số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất. Sau khi tìm được số thóc thu hoạch của thửa ruộng thứ nhất rồi thì chúng ta sẽ lấy cái số thóc ở thửa thứ nhất trừ đi 600 kg sẽ ra được số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai. Chúng ta trả lời lời giải thứ hai, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là lấy 1.900 trừ đi 600 bằng 1.300 kg. Chúng ta sẽ viết đáp số thửa ruộng thứ nhất 1.900 kg, thửa thứ hai 1.300 kg. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập số 5. Bài tập số 5 này cũng là một cái bài toán có liên quan đến dạng toán là tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Các con chúng ta chỉ cần nhớ công thức tính số lớn, số bé trong cái bài toán này là chúng ta có thể giải được bài toán có liên quan cái dạng là tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Bài toán này cũng có nhiều cách giải, nhiều cách trình bày. Các con chúng ta có thể trình bày theo cái nhiều cách và theo ý của các con. Miễn sao khi ra kết quả cuối cùng thì thửa thứ nhất được 1.900 kg, thửa thứ hai là 1.300 kg sẽ là các con làm đúng. Vừa rồi cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta ôn tập các cái bài toán trong cái thời gian các con nghỉ học để phòng bệnh. Mong rằng các con chúng ta sẽ nhớ kiến thức này, rồi tiếp thu được kiến thức tốt hơn, rồi chúng ta sẽ có một cái nền tảng kiến thức thật là tốt để các con tiếp tục học trong thời gian sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài giảng lần sau. Xin chào. Bài tập số 2, tính bằng cách thuận tiện nhất. Chúng ta có các cái cột tính A, B, C, D. Vậy thì người ta yêu cầu chúng ta là tính bằng cách thuận tiện nhất. Chúng ta hãy quan sát xem từng cột tính, xem các cột tính đó là phép tính gì. Và chúng ta hãy chọn cái cách tính thuận tiện nhất để làm cho nó nhanh và đúng. Cô hướng dẫn các con chúng ta bắt đầu từ ghi A nhé. 12.347 cộng với 23.455 cộng với 76.545. Đây là phép tính cộng. Các con chúng ta quan sát những số hàng đơn vị xem là các cái số hàng đơn vị nào cộng lại với nhau để thành số chuẩn trục. Rồi tiếp tục có thể là nhẩm để nó trở thành những cái số cộng lại nó thành số tròn, trục, tròn trăm, tròn nghìn. Chúng ta nhóm vào với nhau nhé. Ở đây chúng ta có số 23.455 và số 76.545, có số hàng đơn vị là 5 cộng lại để có thể thành số chuẩn trục. Và chúng ta sẽ nhóm hai số đó lại. Chúng ta sẽ trình bày bằng mở ngoặc 23.455 cộng với 76.545 đóng ngoặc và cộng với số còn lại là 12.347. Chúng ta thực hiện ở trong ngoặc, ta được là 100.000 và cộng với lại số 12.347. Chúng ta sẽ được kết quả cuối cùng, đó là 112.347. Tiếp theo ý B. Ý B là phép tính nhân. 123 nhân với 4 và nhân với 25. Vậy thì các con quan sát trong ba số này những số nào chúng ta có thể nhân vào với nhau để tạo thành số chuẩn trăm hoặc là một số tròn nào đó. Chúng ta nhìn chúng thấy là có 4 nhân với 25 sẽ là 100. Chúng ta sẽ nhóm cái số hai số đó lại. Chúng ta trình bày bằng mở ngoặc 4 nhân với 25 đóng ngoặc và nhân với số còn lại 123. Chúng ta thực hiện trong ngoặc, chúng ta sẽ được 4 nhân 25 bằng 100, nhân với 123. Chúng ta dễ dàng nhẩm được kết quả cuối cùng là bằng 12.300. Tiếp theo ý C cũng là phép nhân. 2 nhân 4 nhân 25 và nhân với 5. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy được là có thể nhóm thành hai nhóm là 2 nhân với 50 và 4 nhân với 25 để thành các số tròn trăm. Chúng ta trình bày mở ngoặc
2 nhân với 50 đóng ngoặc, rồi nhân với 4 nhân với 25. Chúng ta sẽ được là bằng 100 nhân 100 và kết quả cuối cùng chúng ta sẽ bằng là 100.000. Ý D. Ý D ở đây chúng ta có mở ngoặc 450 nhân với 27 đóng ngoặc chia cho 50. Nếu như theo thông thường thì tính giá trị của biểu thức thì chúng ta sẽ thực hiện là thực hiện trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau. Tuy nhiên nhìn vào đây thì chúng ta thấy là số 450 có thể chia cho 50. Chúng ta có thể nhẩm được dễ dàng, cho nên chúng ta sẽ nhóm hai số này lại và chúng ta sẽ nhân với số còn lại. Chúng ta trình bày bằng 450 chia 50 và nhân với 27. Lúc này chúng ta nhẩm là 450 chia 50, ta bỏ hai số 0, chúng ta nhẩm 45 chia cho 5 được 9 và nhân với 27. Cuối cùng chúng ta sẽ được là 243. Vậy thì với bài toán tính một cách thuận tiện nhất thì các con chúng ta lưu ý là nhìn xem trong các cái biểu thức nó là phép tính gì và chúng ta sẽ dựa vào những cái phép tính đó để chúng ta tìm những cái số nhóm vào với nhau để trở thành những số tròn trăm, tròn nghìn, vân vân, để chúng ta làm thì nó sẽ nhanh, thuận tiện và nhanh. Tiếp tục thì cô mời các con chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3 nhé.